bất cứ quá gì nghề nữa. Thon xích xác thương cho tấm thân cơ thể mà tôi làm những con đò sáng mộng vàng ngày hóa cho ta khi trên xe hoa ai đón đưa nàng nhân duyên từ đây đến đoàn để lại một mình thân gầy héo hon cùng tình nặng xưa chẳng còn nhưng sao em lại giữ tấm lòng son cơ chỉ để ta phải xa cơ.